Cô đi du lịch bắt lửa tiếng. Ui rồi không? Dã man thật. Đi ra về cô cháu mới thắp hồ ăn. Dạ vâng. Và nhà mình bây giờ chuẩn bị đi sang Hòn Bảy sao trải nghiệm. Lâm em đưa áo vào cho mọi người chơi đúng không? Ok anh. Ok không? Tuyệt vời. Sát hôm bên dưới mọi người nhìn này, hôm mình đẹp. Siêu đẹp. Đẹp nhờ. Tuyệt vời. Nhung cảm thấy nào em? Em được à? Nó phải tuyệt vời chứ. Nó chỉ là phấn khởi anh ạ. Nói chung là phấn khởi. Có đẹp không các bạn? Quá đẹp luôn anh ạ. Bây giờ mình xuống để quay cho các bạn xem mọi người đang trải nghiệm bắt ốc tại Hòn Bảy Sao các bạn nhé. Anh em nào mà có chương trình đi du lịch đảo Thanh Lân mà muốn đến Hòn Bảy Sao này có thể là inbox trực tiếp riêng cho mình đó. Bãi này rất là đẹp. Đây, các cháu nhỏ và mọi người. Mọi người bắt ốc. Anh TikTok là anh thợ lặn đúng không anh? Ok em. Đây có này nhiều ốc này. Đó, ui dồi ốc nhiều thế nhở. Khổ mà, người ta thả xong rồi nó nằm ở đây. Ốc tự nhiên đấy cô ạ. Không. Người ta bắt ốc bé mà đây người ta thả thì cũng là tự nhiên. Dạ vâng. Cô nói thừa à? Không phải làm sao mà còn nữa, người ta ra người ta bắt hết. Mình cứ chọn ốc to quá, xong là mình ăn ốc to, còn ốc bé thì là mình để lại. Chốc nó già. Ui giời ốc. Nó ổ ổ đấy. Đau ơi đau. Vâng. Khôn chưa? Đau. Rồi ốc này. Đây là ốc đá, dã man rồi. Luôn. Nhiều lắm anh ạ, vâng. Ừ, hải sản rất là nhiều. Đâu, ốc đâu, các bạn ốc đi. Ốc đâu, ốc đâu. Chỗ kia, đâu, bắt chú xem nào. Đâu, nhà một con chú xem nào. Nhà một con chú xem nào. Ui giời ơi, giỏi quá nhỉ, đâu rơi chú xem nào. Đâu, ui giời ơi, giỏi chưa. Thế còn có túi, mang túi không? Các bạn đang bắt ốc xong để tí nữa mang về bè nổi tại đảo Thanh Lân mình. Bắt đầu là mọi người sẽ hấp xả các bạn nhá. Đó, thật sự với các bạn ở đây cảnh rất là đẹp các bạn. Mình có thật nó mê ly luôn. Anh em thấy đằng sau mình không? Đằng trước mình rất là đẹp. Thì con đường đến tại được con đường mà đến cái hòn đảo này, Bảy Sao này đi rất là khó, nên là mình phải có một lịch trình cụ thể, có một kế hoạch các bạn nhá. Đó. Được nhiều với cô. Nhiều lắm ạ. Ui rồi rồi. Chả xem nào. Đây, cô đi du lịch bắt lửa tiếng. Ui rồi không? Dã man thật. Đi ra về cô cháu mới thắp hồ ăn. Dạ vâng. Đây các bạn này. Đây là bãi đá này, nó siêu đỉnh. Bãi đá đen các bạn. Đó. Ok không các bạn? Rất là đẹp. Thật với các bạn luôn. Không một nơi nào mà đẹp như nơi này cả. Mình bỏ cái mũ ra nhìn cho nó đỡ. Đó. Nói chung là khi cảnh đẹp ý, thì mình quay clip là luôn luôn đẹp trai nha các bạn nhá. Rồi. Đẹp lắm. Ok không anh chị? Quá đẹp luôn, vâng. Đây Hòn Bảy Sao đấy ạ, vâng. Nào các chị. Đẹp em nhỉ? Dạ vâng, quá đẹp bãi này. Cái bãi đá nhân nhau là đẹp thế. Dạ vâng, cái bãi này cảnh đẹp lắm, bãi này đẹp. Quá đẹp. Ở đây là nó gọi là bãi sao, xung quanh hòn đảo này là nó có 7 hòn đảo xung quanh hòn đảo. Đây hòn đảo to nhất và xung quanh có 7 hòn đảo. Hòn đảo hòn này hòn to nhất đúng hòn không? Này hòn to nhất dạ vâng ạ. Bảy sao à? Vâng, gọi là hòn Bảy Sao. Vâng. Bây giờ anh em mình bắt đầu lên đường về bè nổi các bạn. Về khu vụng tròn, nơi mà chúng ta lại tiếp tục trèo cây rắc này, câu cá, bơi ngắm san hô và check in thưởng thức hải sản các bạn nhá. Mọi người thì đang đợi cano vào đón.
Hello. Hello. 6 tháng tuổi. Sinh à? Con gái. Con gái. Các cháu vui không? Thích không? Mỗi bạn một cái ăn. Đi hòn Bảy Sao xong thì mọi người sẽ đi ngắm hòn Hải Âu. Đây là hòn Hải Âu đấy ạ. Mỗi hòn đảo này là có duy nhất có Hải Âu. Đó. Duy nhất hòn đảo duy nhất có Hải Âu. Bắt một con về hầm ăn thử. Đã tính ăn. Đây là đặc sản Thanh Lân đấy chị. Anh đã bảo anh nuôi rồi lại còn. Đây là vào mùa sinh sản. Những con đen ấy nó là con đực, còn con trắng là con cái. Vâng. Mỗi chỗ này là có Hải Âu đấy ạ, vâng. Nếu như mình mà vào gần bên trong ấy, nó bay ra, nó giữ tổ. Vâng, nó sẽ bay ra, nó giữ tổ. Đó, úi giời, đúng chưa? Đấy, bây giờ nó ra đấy, úi giời, nó ra đồng chưa? Đó. Vâng, cái này phải bảo tồn ạ. Mấy con này chắc ăn thịt giống như con cò ấy. Ừ, ngon lắm. Anh còn, anh chưa được ăn. Anh đã biết ngon. Ăn rồi nhưng mà không dám nói. Đó. Đó, nó vừa bay ra một đoạn đẹp.